Theo số liệu báo cáo của Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 1 năm 2024 ước đạt 524,1 ngàn tỷ đồng, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước. Cùng kỳ năm 2023 tăng 13,3%. Nếu loại trừ yếu tố giá tăng 5,8%, cùng kỳ năm 2023 tăng 9,1%. Tổng cục Thống kê nhận định tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tháng 1 năm 2024 đạt quy mô cao hơn so với cùng kỳ các năm trước do nhu cầu tiêu dùng các vật phẩm văn hóa, giáo dục, đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình và dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 1 năm 2024 ước đạt 407,5 ngàn tỷ đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, nhóm hàng vật phẩm văn hóa giáo dục tăng 22,5%, đồ dùng dụng cụ trang thiết bị gia đình tăng 13,4%, lương thực thực phẩm tăng 6,2%, phương tiện đi lại trừ ô tô tăng 2,5%, hàng may mặc tăng 1,5%.